Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hot. Nội dung hôm nay: 20 máy bay do thám không phận Nga. Theo báo Krasnaya Zvezda, các máy bay Nga trong tuần qua đã 3 lần cất cánh để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn máy bay nước ngoài xâm phạm không phận. Mặc dù có 20 máy bay nước ngoài hoạt động gần không phận Nga, không có chiếc nào xâm phạm. Moscow từng nhiều lần chỉ trích việc quân đội nước ngoài tăng cường sự hiện diện gần biên giới Nga, đồng thời cảnh báo các hành động khiêu khích có thể gây leo thang căng thẳng, dẫn đến cuộc xung đột vũ trang toàn diện. Căng thẳng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được cho là đang ở mức cao do NATO tăng cường hoạt động quân sự tại châu Âu, đặc biệt là gần biên giới Nga. NATO khẳng định động thái trên nhằm đối phó với những rủi ro do Nga gây ra. Mukao khẳng định nỗi lo của NATO là vô căn cứ, trong khi đó, Không quân Mỹ hồi tháng 3 tuyên bố đã triển khai 6 máy bay ném bom hạt nhân B-52 đến châu Âu để tập huấn với đồng minh NATO. Động thái này bị Điện Kremlin chỉ trích mạnh mẽ. Quan hệ Moscow-Washington vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì một loạt vấn đề. Vào ngày 21 tháng 5, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD cho biết các máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã chặn 4 máy bay ném bom Tupolev Tu-95 và 2 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga tại vùng nhận dạng phòng không Alaska. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay của họ lúc đó đang tham dự các cuộc tập trận theo lịch trình. Theo đài CNN, Washington xem các chuyến bay liên quan đến máy bay ném bom chiến lược của Moscow là nhằm mục đích huấn luyện quân đội trước một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, đồng thời phô trương sức mạnh đối với kẻ thù. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới movie. Nhớ like và share để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong movie kế tiếp.